Thưa quý vị, hôm nay ngày 8 tháng 5 năm 2017, kính chúc quý vị có một buổi tối đầu tuần hạnh phúc bên gia đình sau một ngày làm việc hiệu quả. Trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính sau đây. Sản xuất nông nghiệp được tập trung thực hiện, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì phát triển so với cùng kỳ. Tổng mức doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng trưởng khá. Đó là nhận định được đưa ra tại phiên họp thường kỳ tháng 4 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm chúc mừng lãnh đạo một số cơ sở tôn giáo Phật giáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhân đại lễ Phật đản năm 2017. Một chương mới đã mở ra với nền chính trị Pháp khi ông Emmanuel Macron đã đánh bại bà Le Pen để trở thành tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp. Thưa quý vị, trong tháng 4 năm 2017, sản xuất nông nghiệp được tập trung thực hiện, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì phát triển so với cùng kỳ, tổng mức doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng trưởng khá, công tác kiểm tra thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được quan tâm thực hiện. Đây là một số nội dung được đánh giá tại phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 4 năm 2017 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Cần chủ trì. Phiên họp diễn ra sáng nay với sự tham dự của đại diện văn phòng chính phủ, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và các địa phương trong tỉnh. Theo báo cáo, tháng 4 năm 2017, sản xuất nông nghiệp tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện. Giá cả nhiều loại nông sản ổn định so với tháng trước, trong đó chanh và thanh long ruột trắng tăng giá. Tỉnh và các địa phương đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ngoài ra, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai. Sản xuất công nghiệp duy trì phát triển khá, công nghiệp chế biến chế tạo vẫn tăng trưởng mạnh, thu ngân sách tăng mạnh so với cùng kỳ. Chi tiêu công đảm bảo đúng chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí ở các ngành các cấp. Bên cạnh kết quả đạt được trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2017 vẫn còn tồn tại khó khăn như giá cả một số nông sản không ổn định, giá chăn nuôi heo, gia cầm giảm mạnh, dịch bệnh trong nông nghiệp còn xảy ra, tiếp nhận đầu tư còn thấp. Tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Cần chỉ đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh tập trung rà soát các nhiệm vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thực hiện trong quý 1, tháng 4 và tháng 5. Theo quyết định số 81 QĐ-UBND ngày 9 tháng 1 năm 2017 và các văn bản chỉ đạo khác của Ủy ban Nhân dân tỉnh, khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ còn lại chưa hoàn thành, đảm bảo chất lượng, tiến độ và thời gian quy định. Trong tháng 5 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở ngành địa phương tập trung xử lý tốt vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tiếp tục kiểm tra xử lý các dự án chậm triển khai thực hiện, chấn chỉnh tình trạng chuyển nhượng đất đai xây dựng trái phép trên các địa bàn trọng điểm, kiên quyết thu hồi đất đối với các khu cụm công nghiệp không triển khai thực hiện được, thúc đẩy tiến độ các dự án xây dựng cơ bản theo kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đại lễ Phật đản và mùa an cư kiết hạ năm 2017 và Phật lịch 2561, ông Trần Kim Lân, Bí thư Thành ủy Tân An làm trưởng đoàn cùng các ban ngành đoàn thể thành phố đã đến thăm và tặng quà các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố Tân An. Đoàn đã đến thăm các cơ sở tôn giáo như chùa Tịnh An, Tịnh xá Ngọc Thành, Tịnh xá Ngọc Tâm, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và chùa Thiên Châu, phường 3 thành phố Tân An. Bí thư Thành ủy đánh giá cao những đóng góp của các cơ sở tôn giáo và các vị chức sắc chức việc trong việc chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, góp phần làm cho thành phố Tân An ngày càng phát triển, sớm đưa thành phố Tân An trở thành đô thị loại 2 trước năm 2020. Nhân dịp đại lễ Phật đản và mùa an cư kiết hạ năm 2017 và Phật lịch 2561, ông Trần Kim Lân, Bí thư Thành ủy Tân An chúc các vị chức sắc chức việc cùng tăng ni và Phật tử luôn được thân tâm an lạc, thành tựu trong mọi công việc Phật sự, sống tốt đời, đẹp đạo. Tại thị xã Kiến Tường, dịp đại lễ Phật đản 2017, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phan Văn Dẫn cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể thị xã đã đến thăm và tặng quà các gia đình Phật tử tiêu biểu trên địa bàn phường 1 và phường 2 thị xã Kiến Tường. Tại mỗi nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi, tặng quà và gửi những lời chúc tốt đẹp đến các gia đình Phật tử tiêu biểu trên địa bàn thị xã, đồng thời mong muốn bà con Phật tử luôn thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục cùng với các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương phát động, vận động bà con Phật tử làm tốt công tác từ thiện xã hội, đoàn kết các dân tộc, thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo.
Đây là hoạt động thường niên của thị xã Kiến Tường nhân dịp lễ Phật Đản hàng năm, thể hiện sự đoàn kết gắn bó giữa chính quyền địa phương đối với các tôn giáo nói chung và bà con Phật tử nói riêng, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển giàu đẹp. Tại huyện Thủ Thừa, nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2561, dương lịch 2017, đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thủ Thừa đến thăm tặng quà các cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện Thủ Thừa. Trong không khí an lành, hòa hợp và hạnh phúc, đoàn đã ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo đối với công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển của huyện nhà trong thời gian qua, và mong muốn trong thời gian tới tăng ni Phật tử tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong hoạt động tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền chặt. Trên địa bàn huyện Thủ Thừa có 22 cơ sở thờ tự. Trong thời gian qua, các tăng ni Phật tử luôn chấp hành tốt các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Tân An đã đến kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ nấu ăn trên địa bàn phường 4, thành phố Tân An. Đây là hoạt động diễn ra trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2017. Qua kiểm tra, đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với quán cà phê 69 và quán cơm Thu Hà cùng ở đường Trần Phong Sắc, phường 4 vì không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở khắc phục, thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính và hoạt động kinh doanh theo quy định. Với chủ đề sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn, kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu là đợt cao điểm thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Long An vừa tổ chức tổng kết mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lúa tại xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa. Đây được xem là mô hình canh tác hiệu quả nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận và nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp của bà con nông dân. Mô hình được triển khai trên diện tích 50 hectare trên địa bàn xã Bình Hòa Trung với 25 nông dân là xã viên Hợp tác xã Tiên Tiến tham gia. Theo báo cáo tổng kết, trong vụ đông xuân vừa qua, diện tích lúa sản xuất trong mô hình ứng dụng công nghệ cao đạt năng suất từ 6,5 đến 8 tấn một hecta. Có hai loại giống chính được bà con lựa chọn để canh tác là RVT và OM6976. Bên cạnh áp dụng các phương tiện cơ giới, trong quá trình sản xuất, bà con còn áp dụng hiệu quả quy trình 1:6 giảm, sử dụng phân đơn, các loại chế phẩm sinh học và kết hợp trồng hoa sinh thái trên bờ ruộng. Theo đánh giá bước đầu khi sản xuất trong mô hình, năng suất lúa tăng. Tuy nhiên, băn khoăn lớn nhất của bà con nông dân hiện nay chính là đầu ra cho sản phẩm. Thưa quý vị, đến nay nông dân huyện Đức Hòa đã thu hoạch dứt điểm hơn 3.880 ha đậu phộng đông xuân 2016-2017, đạt 59,3% so với kế hoạch, với năng suất trung bình từ 3 đến 3,2 tấn trên 1 ha. Đây là vụ đậu phộng cho sản lượng lớn nhất trong năm. So với các năm trước đây, người nông dân trồng đậu phộng gặp nhiều khó khăn hơn. Chi chào đầu vụ, mưa lớn kéo dài gây ảnh hưởng năng suất. Bên cạnh đó, nhiều người phải bỏ diện tích trồng đậu phộng để xuống giống các loại cây trồng khác nên diện tích không đạt theo kế hoạch đề ra. Theo người nông dân, giá đậu phộng thu hoạch sau có giảm so với trước đó, nhưng do giá bán dao động từ 19 đến 25 ngàn đồng một ký, trừ đi các chi phí cho việc sản xuất, trung bình 1 hectare, bà con nông dân còn lại từ 15 đến 20 triệu đồng. Vừa qua, trên địa bàn huyện Tân Hưng xuất hiện cơn mưa to, làm cho một số diện tích lúa giai đoạn chính bị đổ ngã. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến năng suất lợi nhuận khi thu hoạch. Ông Trần Văn Long, ấp Kênh Cũ, xã Hưng Điền B cho biết, vụ hè thu này, ông sản xuất được 7,5 hectare, trong đó có 0,5 hectare gieo xạ sớm đang trong giai đoạn chính chờ thu hoạch. Cơn mưa vừa qua đã làm cho số diện tích này đổ ngã hoàn toàn. Hiện ông đang tháo nước ra để tránh lúa bị ngập úng. Việc đổ ngã như thế này không chỉ làm giảm năng suất, chất lượng và thất thoát khi thu hoạch, mà còn tốn thêm chi phí thuê máy gặt đập liên hợp và bị thương lái ép giá. Nó gặp gì cái năng suất nó không có nữa mà gặp một công thành hai nữa, rồi đó là cái lợi nhuận chắc không có đâu, không có lợi được, chắc cũng phá về vậy đó, lỗ hơn. Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn huyện xuống giống gần 38.200 hectare, vượt kế hoạch đề ra là 38.000 hectare. Trong đó, giai đoạn mạ gần 13.500 hectare, đẻ nhánh gần 12.600 hectare, đồng trổ gần 5.300 hectare.
giai đoạn chính gần 3.500 hectare và trên 3.400 hectare gieo sạ sớm đã cho thu hoạch, năng suất bình quân từ 5,5 đến 6,5 tấn trên 1 hectare. Thưa quý vị, tại Trung tâm Y tế Hội chữ thập đỏ huyện Tân Trụ phối hợp với khoa huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa Long An tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2017. Tham gia hiến máu tình nguyện lần này có gần 100 cán bộ viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Qua sàng lọc, khoa huyết học truyền máu Bệnh viện Long An đã tiếp nhận 71 đơn vị máu, nâng tổng số máu thu được từ đầu năm đến nay trên 230 đơn vị, đạt trên 50% so với chỉ tiêu trên giao. Năm 2017, huyện Tân Trụ được Hội chữ thập đỏ tỉnh Long An giao chỉ tiêu vận động 550 đơn vị máu. Từ đây đến cuối năm, Hội chữ thập đỏ huyện sẽ vận động cán bộ đoàn viên hội viên và nhân dân tham gia 3 đợt hiến máu nữa để hoàn thành chỉ tiêu trên giao. Theo quy chế thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, thí sinh được phép chọn thi cả hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để tăng cơ hội khi xét tuyển. Tuy nhiên, qua khảo sát, đến thời điểm này có rất ít thí sinh lựa chọn cả hai bài thi tổ hợp. Ngoài việc phải dự thi 3 bài thi bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ, thí sinh có thể chọn thi cả hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học và khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Đối với giáo dục trung học phổ thông, bài thi tổ hợp nào có điểm cao hơn sẽ được chọn để xét tốt nghiệp. Với điểm mới mang tính mở cửa này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng điều này sẽ tạo thuận lợi cho thí sinh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các học sinh lại không hề mặn mà với việc lựa chọn cả hai bài thi tổ hợp. Tại trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Lương Hòa, đến thời điểm hiện tại, toàn trường có 163 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017. Tuy nhiên, trong đó chỉ có 67 trên 163 em đăng ký thi cả hai tổ hợp. Đến thời điểm này thì em đã lựa chọn cho mình khối thi là khối A. Em thấy khả năng của mình thì cũng có thể là vừa sức với khối A. Ngoài ôn tập ở trên trường, lớp thì ở nhà em cũng sẽ tìm hiểu thêm những cái đề thi mẫu do sở và bộ ban hành để có thể củng cố thêm được nhiều kiến thức để mình có thể chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới. Đối với em là năm nay là môn em thi bên xã hội là có môn sử để với giáo dục lần đầu tiên áp dụng phương pháp mới. Là em thấy là nó có những khó khăn là chúng ta là phải học nhiều kiến thức bên ngoài. Đến hiện tại là công tác ôn tập của em là cũng gần hoàn tất. Việc đăng ký thi hai bài thi tổ hợp cũng có những quy định riêng. Đối với những thí sinh chưa tốt nghiệp trung học phổ thông đăng ký dự thi hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thì đến khi thi, thí sinh bắt buộc phải thi cả hai bài thi đã đăng ký mới được xét tốt nghiệp. Nếu không thi đủ hai bài, thí sinh sẽ bị tính là bỏ bài thi và sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Thì nhà trường đã tiến hành tổ chức cho học sinh đăng ký dự thi theo tổ hợp môn. Và trong cái đăng ký này á, thì sau khi là đăng ký thì qua cái kết quả đó, thì như vậy là còn rất nhiều em là đăng ký cái cả hai tổ hợp môn. Đây là cái quy chế cho phép. Cho nên là sau khi đó thì trường sẽ tiến hành tổ chức để phân loại theo các cái bộ môn theo cái tổ hợp và tiến hành ôn tập. Và riêng những em mà đăng ký tới hai tổ hợp môn á, thì những em này thì quá trình ôn tập nó hơi vất vả chỗ là nó phải ôn đủ các môn mà có thi là nó phải có ôn. Thì cái số lượng em này thì nó không đảm đương nổi các môn, nó chỉ ôn được có một số môn, ví dụ như là còn lại cái môn khoa học xã hội. Cho phép thí sinh được chọn cả hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn tạo điều kiện cho học sinh được tăng thêm cơ hội xét tuyển, đồng thời mong muốn các em quan tâm hơn đến các môn học xã hội. Thế nhưng, từ những thực tế trên, mong muốn của Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa thể đạt được ở mùa thi năm nay. Thưa quý vị, nếu kiến nghị của Ban soạn thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được Bộ Giáo dục Đào tạo chấp thuận, thì tháng 9 năm 2018, chương trình mới sẽ được triển khai đại trà ở lớp 1 và thực nghiệm ở lớp 2, lớp 6 và lớp 10. Từ ngày 12 tháng 4 đến nay, Ban soạn thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã thường xuyên cập nhật ý kiến của các tầng lớp nhân dân đóng góp cho dự thảo, đồng thời lấy ý kiến của cán bộ quản lý cấp cơ sở và giáo viên ở 63 tỉnh thành
về dự thảo chương trình. Đến ngày 20 tháng 5 sẽ kết thúc đợt lấy ý kiến cho dự thảo. Ban soạn thảo sẽ họp để tiếp thu ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, đưa ra phương án giải quyết để báo cáo Hội đồng Thẩm định Quốc gia và Bộ Giáo dục Đào tạo. Đến tháng 9 năm 2017, dự kiến sẽ hoàn thành dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và các chương trình môn học để ký ban hành. Nếu Bộ Giáo dục Đào tạo phê chuẩn kiến nghị của ban soạn thảo là năm đầu tiên chỉ triển khai đại trà ở lớp 1, thì khả năng có bộ sách giáo khoa mới là hiện thực. Chương trình giáo dục phổ thông mới được đề xuất triển khai đại trà ở lớp 1 và thực nghiệm ở lớp 2, lớp 6, lớp 10 từ năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2561, nhân lịch 2017, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đi thăm chúc mừng lãnh đạo một số cơ sở tôn giáo Phật giáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tại Ban trị sự Trung ương Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã chúc mừng đại lễ Phật đản và chúc ban lãnh đạo, ban trị sự giáo hội cùng toàn thể chức sắc chức việc, tín đồ thuộc giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam mạnh khỏe, an lạc và hoàn thành mọi công tác đạo sự và thế sự mà giáo hội đã đề ra. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo, trong đó có giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam thực hiện đúng tôn chỉ hoạt động, đoàn kết gắn bó trong khối đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp, góp phần củng cố, tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vì dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh. Qua đó, đề nghị ban trị sự các cấp của giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tiếp tục vận động chức sắc chức việc tín đồ tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó có các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã chúc Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tăng ni Phật tử đón một mùa Phật đản vui tươi, phúc lạc trong ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trân trọng cảm ơn, biểu dương những đóng góp tích cực của giáo hội trong việc phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết, vận động tăng ni Phật tử tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Qua đó bày tỏ mong muốn các hòa thượng, thượng tọa, giáo phẩm Giáo hội Phật giáo phát huy truyền thống tốt đẹp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tiếp tục có những đóng góp tích cực trong các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, không ngừng xây dựng giáo hội vững mạnh, làm cho Phật pháp không xa rời các pháp chế thế gian, góp phần thiết thực vào việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh,